Xin chào anh chị em. À hôm nay thì tụi sẽ hướng dẫn cho anh chị em tiết tấu móc đơn à trong chuỗi 6 bài à, thực hành đập phách rất là quan trọng nha anh chị em. Nếu muốn học solo thì à, cần phải theo dõi kỹ những bài này. Anh chị em nào chưa học bài số 1 thì à, quay lại học bài số 1 rồi sau đó mới tới bài số 2 nha. Nó theo một cái trình tự. Ừ. Rồi anh chị em nhìn à, trên màn hình, đây là ví dụ số 1. Ví dụ số 1 là cái hàng đầu tiên đó, từ ô nhịp số 1 đến ô nhịp số 3. Rồi À, chúng ta sẽ thấy là tiết tấu móc đơn à, móc đơn nếu mà bình thường nè thì đừng ôn lại nha à, một nốt đen ở nhịp 24 này ở một nốt đen thì bằng hai nốt móc đơn hai nốt móc đơn bình thường người ta sẽ viết như thế này Đó. À, rồi. rồi hoặc là người ta sẽ viết theo kiểu này hai nốt gần nhau thế thì viết như thế này Đó. một trong hai cách viết ha cách nào cũng được tùy theo cái sở thích của mỗi người thì tùng thì tùng gom lại à, cái hai nốt là một phách cho anh em dễ tập à, thì các anh em cứ tưởng tượng nè trước khi chúng ta đàn hoặc là hát thì chúng ta phải biết phân tích bài à, từ lúc mà phân tích bài được rồi thì chúng ta mới chuyển qua cái đàn chúng ta đàn rồi đầu tiên là nha đó hai nốt đơn đầu tiên là bằng một nốt đen nè tùng viết lại nè à, vậy thì chúng ta sẽ đặt phách ngay chỗ nào nốt nốt la thứ nhất đó, nốt móc đơn thứ nhất rồi sau đó đây là nốt móc đơn thứ ba đây là phát 2 rồi tương tự vậy ở nhịp số 2 đây là nốt móc đơn thứ nhất đó, cái chỗ này nè hai nốt móc đơn bằng một nốt đen nữa ha mình sẽ tập, tập xuống chỗ này tập trung xuống chỗ này rồi ở ổ nhịp số 3 thì dễ rồi ha nốt đen rồi, cái cách đập phách như thế này, chúng ta sẽ đập ngay số 1, số 2, số 1, số 2 và nó liên tục nó đều ha. Bắt đầu nè. 1 2 đơn 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 đen đen chúng ta đọc hình nốt nhạc nha anh chị em đọc hình nốt nhạc rồi thì tùng đọc lại thêm một lần nữa cho anh chị em nhớ một hai đơn 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 đơn, đơn. đen đen rồi à, nó có nút đen là anh chị em nhớ là bình thường ở nút đen chúng ta đập xuống thì chúng ta mới đọc hoặc là chúng ta đàn còn ở nút móc đơn thì chúng ta à, đập xuống là đàn dở lên cũng đàn đập xuống cũng đàn dở lên cũng đàn nghĩa là một thằng đập chúng ta đơn đừng... À, liên tiếp hai nốt liền ghề đó nha rồi qua ví dụ số 2 à, anh chị em đừng có hoang mang nha sẽ có cái bài tập thực hành cho anh chị em bây giờ chúng ta à, tập những lý thuyết trước rồi sau đó chúng ta vận dụng vào bài ở bài tập số 2 là chúng ta sẽ kết hợp giữa nốt đen nốt móc đơn và nốt trắng à, rồi ví dụ hai này ở nhiều số 4 nốt đen đầu tiên là ở phát 1 rồi phát thứ hai là bắt đầu từ chỗ này rồi qua ấu dịp mới, ấu số 5, 1, 2, 1, 2, nút trắng là 2 phát, rồi chúng ta sẽ đặt phát như thế này, bắt đầu đếm trước nha, 1, 2, đen, đường, đường, đen, đường, đường, đen, đơn đơn trắng hai hết Lặp lại một lần nữa nha bắt đầu một hai đen đơn đơn đen đơn đơn đen đơn đơn trắng hai hết bài rồi bây giờ thì tôi sẽ ví dụ cho anh chị em vào một cái bài cụ thể ha chúng ta sẽ vận dụng vào à, tiết tấu nốt đen nốt móc đơn và nốt trắng rồi chúng ta để chúng ta à, đàn một cái bài nào đó chẳng hạn ở đây là bài hòn đá cô đơn <laughs> rồi ở đây chúng ta thấy là đây là nốt móc đơn nè nốt đơn hai nốt sẽ là một phát ha hai nốt như thế này là một phát đó hai nốt sẽ là một phát ở đây là để tùng viết thêm một dạng mới nữa bốn nốt nó nối lại với nhau để cho anh chị em nhìn thêm một cái à, lạ nữa không cái lạ nữa để sau này chúng ta không có bỡ ngỡ khi chúng ta nhìn một số ký hiệu mà nó nó mới rồi phát một chỗ này phát hai chỗ này phát một cái hai nốt là một phát ha? hai nốt móc đơn là một phát đây là phát hai đây là phát một đây là phát đây, đây là phật 1, đây là phật 2. Rồi, ở dưới này là phật 1, phật 2. Phật 1. Rồi cái tiết tấu này là chúng ta chưa có học ha. Rồi tiết tấu chưa học thì chúng ta để sau, để sau. Đây là phật 1, đây là phật 2, đây là phật 1, đây là phật hai rồi. À, sau khi chúng ta vạch phát rồi á, thì chúng ta sẽ tập đọc nốt nhạc à, đọc nốt nhạc thì chúng ta sẽ chia làm hai bước nữa chúng ta sẽ đọc là tiết tấu là à, chúng ta đọc hình nốt nhạc thôi rồi sau đó chúng ta mới đọc tới tên nốt nhạc Rồi hình nốt nhạc chúng ta sẽ đọc vậy một hai đơn 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 đen đơn 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 đen đơn. Đơn. À, một hàng đầu tiên thôi nha tôi ví dụ hàng đầu tiên thôi tự nhiên hàng thứ hai thì nó có một dạng tiết tố mới rồi chúng ta chưa học tới thì tôi đang lại đọc lại nè cho anh chị em nghe nè ở hàng thứ nhất một hai đơn 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 đen đơn 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 đen rồi bước thứ hai là chúng ta thay vào cái hình nốt nhạc đơn đen đó bằng tên nốt nhạc bằng tên nốt nhạc nếu anh chị em nào mà chưa có đọc được nốt nhạc á thì anh chị em xem những video tụng hướng dẫn cách đọc tên nốt nhạc nha rồi sau đó chúng ta mới qua tập bài này bắt đầu nha một hai đô sòn mi re 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 đô mì đô re si la son đó là thống đọc cái tên thôi nha chứ chưa có đúng cái cao độ cái cao độ là cái sự thấp cao nữa à chúng ta sẽ chia nhỏ từng bước rồi nếu mà anh chị em nào mà chưa đọc được nốt nhạc thì à, chúng ta có thể lấy viết chì chúng ta in cái bài ra lấy viết chì ghi chậm chậm thôi à, ghi cái tên nốt nhạc ở phía phía trên cái nốt á rồi sau, sau đó chúng ta đọc chậm chậm cho 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 chúng ta quen rồi một thời gian sau khi mình chúng ta quen mặt nốt rồi á thì chúng ta à, ghi ít lại ghi ít lại có nghĩa là ghi chú vài nốt thôi mà chúng ta hay quên rồi bước tiếp theo nữa thì chúng ta không ghi luôn à chúng ta nhìn là chúng ta đọc được Đó, chúng ta phải chia ra từng bước nha rồi bây giờ thì tùng sẽ đọc nốt nhạc mà có cái cao độ cho anh chị em nghe để biết được giai điệu của bài nha nhưng mà cái chính là anh chị em phải biết đập phách ở chỗ nào còn nếu mà hát được cao độ thì tốt không hát được thì cũng không sao nha chúng ta có cái đàn hỗ trợ mà lo gì đúng không khi mà chúng ta biết được cái nốt nhạc rồi hình nốt nhạc rồi chúng ta đã phát tới chỗ nào rồi thì chúng ta đàn là tự nhiên nó ra thôi nó ra dây điệu bài thôi bây giờ thì tùng sẽ đọc à, nốt nhạc mà có cao độ cho anh chị em mà nghe dễ hình dung sau đó chúng ta mới vận dụng vào cái đàn bắt đầu một hai đô son mi son lại một lần nữa nha một hai do son mi re 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 do mi do re si la son thì khi mà chúng ta hát được rút nhạc rồi thì chúng ta có thể là ghép cái lời vào à, ghép cái lời vào sẽ là có hòn đá cô đơn xa xăm đứng ở đó cớ sao một mình tương tự như vậy ha rất là dễ ghép các lời hát vào cái nốt nhạc thôi đúng không rồi bây giờ nếu chúng ta đàn thì sao chúng ta nhìn vào cái đàn nhìn vào nốt nhạc này cho sau đó chúng ta sẽ đàn bắt đầu một hai đô sẽ lại thêm một lần nữa nha một hai đô đơn giản đúng không? À, đây là thầy Tùng mà đã hướng dẫn cho anh chị em tiết tấu móc đơn và vận dụng như bài. thì trong những bài tiếp theo thì Tùng sẽ hướng dẫn thêm một số cái uh, ký hiệu về trường độ mới nữa anh chị em nhớ là theo dõi theo trình tự nha đừng có nhé, bấm tắt qua hoặc là tập nhảy bài thì nhiều khi chúng ta có một kiến thức nào đó mà chúng ta chưa có biết và chúng ta bị hỏng kiến thức thì chúng ta học rất là mệt rất là cực à, chúng ta ráng tập theo trình tự tập rất là kỹ à, vài bài thôi sau đó chúng ta xài cả đời luôn à, chúng ta có thể là vận dụng sau này chúng ta tự học rất là dễ trong quá trình học, nếu anh chị em có nội dung nào mà chưa có hiểu, chưa có rõ, thì anh chị em cứ để lại bình luận bên dưới video này. Thì Tùng sẽ hỗ trợ anh chị em, sẽ sắp xếp và giải thích cho anh chị em. Hoặc là anh chị em có đề xuất về những cái nội dung tiếp theo, thì anh chị em cứ báo lại cho Tùng biết, để Tùng xây dựng những cái video nó phù hợp hơn, để cho anh chị em học được hiệu quả hơn. Thì Tùng xin chào anh chị em và hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo. Chúc mừng anh chị đã xem hết video của Nguyễn Xuân Tùng. À để không bỏ lỡ những video tiếp theo, anh chị bấm vào nút hình quả chuông để khi có video mới thì chúng tôi sẽ thông báo cho anh chị biết. Hoặc anh chị có thể xem những video tương tự ở à, trong phần gợi ý phía bên trái hoặc là bên phải của màn hình. À xin chào anh chị.